Quý vị và các bạn thân mến, trên một kênh YouTube có video với tiêu đề bằng tiếng Anh là nỗi tự nhục cho Trung Quốc trong chiến tranh Việt Trung năm 1979. Video này được đăng lên khá lâu rồi. Nội dung trong video là hình ảnh về những con người Việt Nam tham gia chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ quê hương cùng với những thông tin và chú thích cơ bản. Nhưng nổi bật hơn cả là những bình luận của khán giả bên dưới. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe và đánh giá quan điểm của họ thế nào nhé. Bạn hoàn toàn đúng, Việt Nam thiệt hại 10 vạn dân quân, Trung Quốc thiệt hại 37 vạn. Việt Nam lúc bấy giờ có lực lượng phòng không tốt nhất Đông Nam Á, không chỉ hậu cần của Trung Quốc sụp đổ, mà sự hỗ trợ của không quân Trung Quốc đã hoàn toàn bị loại bỏ trong toàn bộ cuộc xung đột. Trung Quốc không thể sử dụng chiến lược tương tự như họ đã làm trong chiến tranh Triều Tiên, đây chính là bài học được rút ra. Tôi là người Trung Quốc và tôi thừa nhận quân đội Trung Quốc đã thua kém ở Việt Nam vào năm 1979, chủ yếu là do quân đội Việt Nam có nhiều kinh nghiệm hơn từ chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam. Tôi muốn nói rằng chúng ta đều là cộng sản và chúng ta là láng giềng. Trung Quốc đã giúp Việt Nam rất nhiều trong chiến tranh Việt Nam, tất cả các cuộc xung đột lãnh thổ đều là của chính phủ. Tôi nghe thấy một số người kéo vấn đề này lên tầm dân tộc và bắt đầu gieo rắc hận thù giữa người Trung Quốc và người Việt Nam. Tôi là một cựu sĩ quan tình báo của một đất nước xa lạ đối với hai quốc gia này. Tôi đã theo dõi cuộc chiến, tôi xác nhận Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc bằng dân quân và quân đội ở tuyến 2. Năm 1979, Việt Nam có 36 sư đoàn tiền tuyến ở Campuchia và không rút một sư đoàn nào về để đối đầu với cuộc xâm lược. Ngoài ra, hậu cần của Trung Quốc hoàn toàn sụp đổ là đúng. Việt Nam khi đó có quân đội lớn thứ tư thế giới và chiến binh của họ đều là những người cứng rắn. Người Trung Quốc phải đối mặt với mối đe dọa tiềm ẩn của Liên Xô ở phía bắc của họ. Lần sau Trung Quốc sẽ đi qua Lào và Điện Biên Phủ. Bộ đội Việt Nam về cơ bản đã có kinh nghiệm qua nhiều năm chiến đấu với phương Tây, được huấn luyện và trang bị tốt, thường là vũ khí của Liên Xô hoặc chiến lợi phẩm thu được của Mỹ. Vì vậy chắc chắn quân đội Trung Quốc sẽ bị tổn thất nặng nề ở Việt Nam. Tôi là người Mỹ và lấy kinh nghiệm từ chính bản thân mình, tôi có thể nói rằng không tấn công Việt Nam, họ sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì để bảo vệ ngôi nhà của họ trước bất kỳ kẻ xâm lược nào. Chiến tranh với người Việt Nam là sai lầm, lẽ ra người Mỹ chúng ta phải ủng hộ Hồ Chí Minh ngay từ đầu, nhưng cách ông ấy trích dẫn tuyên ngôn độc lập của chúng ta trong bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Quốc gia duy nhất mà các nước không muốn xâm lược, dù cả họ và hầu hết các quốc gia trong chúng ta đều được trang bị vũ khí tận răng. Xin ngả mũ trước người Việt Nam về lịch sử lâu dài bảo vệ lãnh thổ của họ. Khi hoàng đế của đế quốc Đông La Mã xâm lược vùng đất của người Bungari và thất bại, vua Khan Krum đã làm một chiếc cốc uống nước có lót giấy bạc từ hổ sọ của hoàng đế của đế quốc Đông La Mã với dòng chữ: những kẻ thèm muốn tài sản của người khác sẽ sớm nhận được cái giá về chính mình. Nó không hẳn là một câu trích dẫn chính xác, nhưng đó là ý chính mà tôi muốn dành cho Trung Quốc. Này, tôi là người Mỹ và tôi tôn trọng tất cả người Việt Nam vì họ đã dạy cho chúng tôi một bài học hay. Hầu hết chúng tôi đều biết điều gì đã xảy ra là sai lầm của chúng tôi. Những cái ôm ấm áp đến từ Nga và Ấn Độ. Bài hát Nền là gì? Nó thật mạnh mẽ và chạm đến tâm hồn tôi. Chúc cho Việt Nam và Trung Quốc mãi mãi hòa thuận như người một nhà. Tôi nghĩ đây là hai quốc gia chia sẻ rất nhiều văn hóa và truyền thống. Tôi coi họ như anh em. Chính trị luôn gây ra rắc rối, nhưng mong rằng mỗi ngày người dân của hai quốc gia sẽ không gặp vấn đề gì với nhau. Lời chúc tốt đẹp nhất cho tất cả. Những bài học rút ra từ cuộc chiến năm 1979 này là Trung Quốc đã thực hiện công cuộc hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Đối với người Việt Nam, mọi thứ sẽ không dễ dàng trong thời gian sau chiến tranh. Đối với mọi quốc gia, sinh mạng bị mất đi, cơ sở hạ tầng bị phá hủy là điều không ai được lợi. Tất cả chúng ta hãy hy vọng rằng chiến tranh không xảy ra nữa và chung sống hòa thuận, đặc biệt ở đây, ở Đông Nam Á. Chúng tôi cũng mất rất nhiều người, điều đó không làm chúng tôi cảm thấy vui vẻ chút nào, nhưng chúng tôi không cảm thấy tiếc vì đó là kết quả mà Trung Quốc tự gây ra. Về mặt chính trị, Trung Quốc đã đạt được điều gì đó. Họ mở cửa với phương Tây, ngay trong thập kỷ đầu tiên, họ đã đạt tăng trưởng cao ấn tượng. Việt Nam dạy cho Trung Quốc một bài học cho thấy sức mạnh quân sự và sức mạnh ý chí của người Việt Nam là như thế nào. Nhưng họ cũng đã mất một thập kỷ chìm đắm trong đổ nát đối với những người lính của Trung Quốc và Việt Nam đã thiệt mạng trong cuộc chiến này.
và gia đình của họ, họ mất tất cả. Trong năm gần đây, chính phủ của cả hai không muốn nói về nó. Ở Trung Quốc đã có một số tài liệu nói về bi kịch cá nhân của các cựu chiến binh tham gia chiến trường Việt Nam. Mặc dù người Trung Quốc bị thương nặng nhưng người Việt Nam cũng không tha thứ cho cuộc tấn công dữ dội này. Cả làng mạc bị phá hủy và Trung Quốc cố tình huy động quân đội ồ ạt dọc biên giới, đàn áp bộ đội Việt Nam và phục kích gần 7 năm tiếp theo sau năm 1979, gây cho Việt Nam những thiệt hại to lớn về kinh tế và kìm hãm sự phát triển của Việt Nam. Dân quân không phải là lính, phụ nữ không thật sự chiến đấu, nhưng khi kẻ thù bị bắt trong trận chiến, chúng sẽ được giao cho dân quân. Nhiều người do phụ nữ điều khiển ở tuyến sau, nhưng đánh giá thấp họ, vì chính người này là tác giả cho nhiều cái chết của lính Trung Quốc, ví dụ như bị lựu đạn tấn công. Bởi những người qua đường không ngờ tới, ngồi trong xe nôi, lính Trung Quốc đã phải chịu một số phận tương tự như những gì người Mỹ đã phải chịu đựng trong chiến tranh ở Việt Nam. Trung Quốc phải có hải quân nước xanh và kiểm soát các tuyến thương mại hàng hóa ở Biển Đông và Ấn Độ Dương nếu họ thật sự muốn đạt được vị thế siêu cường thật sự. Trung Quốc cũng cần dầu khí ở Biển Đông. Một khi có được những thứ này, Đài Loan sẽ dễ dàng sụp đổ. Trường Sa sẽ không còn là vấn đề. Trung Quốc vào Việt Nam qua Lào và Điện Biên Phủ và vượt ra sức mạnh hải quân Mỹ. Việt Nam mất đi sự hỗ trợ từ Liên Xô, lại là kẻ thù truyền kiếp của Mỹ, nên giới lãnh đạo Việt Nam bắt đầu xây dựng lại quan hệ với Trung Quốc vào đầu những năm 90. Cuối cùng, hai nước đã hòa giải. Trung Quốc sớm nhận ra sự sụp đổ của Liên Xô không phải là điều xấu đối với họ. Như giả định trước đây, biên giới giữa Nga và Trung Quốc bị rút ngắn. Nga không trở thành bạn thân của Mỹ, mà trở thành bạn tốt nhất của Trung Quốc. Điều này thật sự rất mỉa mai. Trung Quốc không phải tiêu tốn nhiều tài nguyên ở biên giới phía Bắc. Bạn nên biết rằng vào năm 1978 và năm 1979, Trung Quốc và Campuchia muốn xâm chiếm toàn bộ Đông Nam Á. Việt Nam là nạn nhân của những ý tưởng điên rồ của Trung Quốc và Campuchia. Không chỉ Trung Quốc muốn xâm lược Việt Nam năm 1979, và Campuchia cũng muốn làm điều tương tự vào năm 1978, nhưng điều đó đã không xảy ra và Việt Nam đã đánh bại họ. Tôi đánh giá cao phản ứng dân sự của bạn, tôi chỉ muốn làm rõ rằng người Philippines không tức giận với người dân Trung Quốc, chúng tôi tức giận với chính phủ của bạn. Chúng tôi không yêu sách toàn bộ quần đảo Trường Sa, chúng tôi chỉ muốn những gì thuộc về chính đáng của chúng tôi trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Theo UNCLOS không nhiều, hãy hỏi chính phủ của bạn tại sao họ không muốn đưa vụ việc ra tòa án quốc tế, bởi vì họ biết yêu cầu của họ là giả mạo và điều đó sẽ bị bỏ qua. Chà, tội nghiệp cho Trung Quốc vì quân đội Việt Nam sau năm 1975 là một trong những quân đội tinh nhuệ nhất thế giới. Họ chọn sai thời cơ để đánh rồi còn gì nữa. Trung Quốc chỉ biết dùng chiến thuật biển người để đàn áp quân đội nước khác. Vâng, tôi rất vui vì người Việt Nam vẫn rất tự hào về thành tích của mình. Họ không thua cuộc chiến. Họ đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ và cũng đánh bại các lực lượng Trung Quốc, Campuchia. Trung Quốc bắt đầu cuộc giao tranh 10 năm với Việt Nam và buộc Việt Nam dành phần lớn nguồn lực của mình để phòng thủ chống lại Trung Quốc. Đối với trong suốt những năm 80, nền kinh tế của Việt Nam là một thảm họa. Việt Nam phải đi sau chính sách cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Việt Nam không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Liên Xô và Đông Âu. Những nước đang gặp khó khăn, vào những năm 80, hầu hết các tin tức về Trung Quốc ở phương Tây đều rất tích cực. Người như Trung Quốc được xem như một đồng minh thân cận. Cả Trung Quốc và Việt Nam đều không bao giờ mong muốn Liên Xô sụp đổ sớm như vậy. Trung Quốc nói Việt Nam vô ơn, nó buồn cười như kiểu phát cho rằng Việt Nam vô ơn vì đã không chấp nhận sự bao vây của họ trong suốt những năm trước chiến tranh thế giới thứ hai. Mỹ cho rằng Việt Nam vô ơn khi không cho phép họ chiếm đóng đất nước. Ở giây thứ 37, đối với những người phụ nữ sống trong điều kiện được cho là khắc nghiệt, họ đẹp đến ngỡ ngàng. Trung Quốc và Việt Nam có lúc như anh em, có lúc như kẻ thù. Mối thâm thù ngàn năm này vẫn còn. Tuy nhiên, tôi khuyên cả người Trung Quốc và người Việt Nam hãy suy nghĩ nghiêm túc. Chúng ta đừng coi thường nhau, chúng ta chia sẻ cùng một nền văn hóa. Chẳng phải chúng ta là anh em sao? Tại sao chúng ta giết nhau? Người Mỹ lẽ ra không bao giờ nên xâm lược Việt Nam chỉ để cho phép người Pháp tiếp tục muốn đô hộ Việt Nam và vì những cây cao su của họ. Lẽ ra nước Mỹ phải hỗ trợ người Việt trong việc loại bỏ người Pháp hợm hĩnh khỏi vùng đất của họ. Người lính Mỹ đã phục vụ đất nước của mình mà không biết mình đã sai cho đến gần cuối cuộc chiến. Việt Nam vẫn nên là đồng minh tốt nhất của Mỹ trong khu vực. Các bạn thân mến, trên đây là các bình luận của dân mạng quốc tế khi nói về cuộc chiến tranh Việt-Trung năm 79. Mọi người có bất kỳ ý kiến gì xin hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.